Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Thì Dell có rất là nhiều các dòng sản phẩm khác nhau này, từ dòng chuyên dụng như là Workstation, laptop mỏng nhẹ cho đến dòng laptop gaming. Và Dell thì có một dòng sản phẩm chuyên về gaming. Mà đã chuyên về gaming thì chắc chắn là sẽ có những thiết kế vô cùng ấn tượng. Vì thế trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu màn hình cong chơi game đến từ Dell. Và với mức giá chỉ hơn 10 triệu đồng, chính xác là ở thời điểm hiện tại tại trang web của An Phát thì đang là 11.890.000. Thì đây là màn hình cong gaming đầu tiên trên thế giới, sở hữu tính năng HDR này, độ phân giải QHD với màn hình 31,5 inch. Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào phần thiết kế trước nhé. Mà nếu như bạn nào thì vừa có nhu cầu về văn phòng, vừa có nhu cầu gaming thì với thiết kế đơn giản này, vẫn là tông màu xám vô cùng quen thuộc của Dell. Chân đế hình thang cực kỳ chắc chắn, không tốn quá là nhiều diện tích ở trên bàn thì đây là một sự lựa chọn khá là tốt trong tầm giá. Tuy nhiên màn hình này khá nặng thì mình nghĩ là ai mua mẫu màn hình này thì nên chỉ để ở một chỗ mà thôi. Về chất lượng hoàn thiện theo mình thì ở mức tốt này, màn hình ít có sự rung lắc khi các bạn chạm vào, sự linh hoạt cũng được Dell đề cao khi có thể nâng lên, hạ xuống, xoay trái, xoay phải, ngửa lên, ngửa xuống rất là dễ điều chỉnh phù hợp với tầm nhìn của mỗi người. Toàn bộ cổng kết nối thì được Dell đặt ở phần đằng sau sẽ gồm có 3 cổng USB Type-A, 2 cổng HDMI, 1 cổng DisplayPort, 1 jack tai nghe và 1 cổng nguồn. Cổng kết nối thì theo mình cực kỳ đầy đủ cho mọi thao tác xuất hình của các bạn. Về các nút điều chỉnh thì cũng được đặt ngay phía dưới phần màn hình với rất là nhiều các tính năng như là hẹn giờ này, bộ đếm tốc độ khung hình, kiểm soát tốc độ khung hình này, cách chỉnh màn hình và còn rất là nhiều các chế độ khác phù hợp với từng trò chơi của các bạn đều được tích hợp sẵn trong chiếc màn hình này rồi. Với độ phân giải QHD mà màn hình cho độ rõ nét lên đến là hơn 77% so với màn hình Full HD thông thường. Tấm nền thì là tấm nền VA thôi. Và ở đây thì chất lượng hiển thị cũng rất là ổn khi mà đo đạc đạt tới 100% dải màu sRGB này, độ sáng 400 nit, độ phủ màu ở đây DCIP3 là đạt 90%, sẽ đảm bảo hình ảnh thì sắc nét này, màu sắc nhìn cũng có chiều sâu hơn, nhất là đối với những phần màu đen hoặc là vùng tối khi các bạn xem phim hoặc là chơi game thì những vùng tối này sẽ sáng lên trông thấy và rất dễ để nhìn. Tuy nhiên vì là tấm nền VA này, độ phân giải cao và màn hình lên tới gần 32 inch, thế nên là nếu như các bạn nhìn gần thì các bạn sẽ cảm thấy màn hình này hơi rỗ một chút. Thế nhưng mà với tầm giá hơn 10 triệu đồng thì mình nghĩ đây cũng không phải là vấn đề gì quá lớn cả. Tần số quét thì là 165Hz sẽ đảm bảo độ trễ hình ít nhất có thể. Các bạn sẽ không phải lo về hiện tượng bóng ma, giảm giật hình và xé hình, sẽ cải thiện độ rõ nét của hình ảnh chuyển động cũng rất là nhiều. Và được thiết kế đáp ứng nhu cầu chơi game và giải trí hàng ngày thì màn hình này có độ cong là 1800R, sẽ đảm bảo khả năng tập trung khi nhìn vào màn hình của các bạn tăng lên tối đa. Và đó thì là tất cả những trải nghiệm của mình về chiếc màn hình cong 1800R này của Dell. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một mẫu màn hình cong vừa phải này, có thể phục vụ nhu cầu hàng ngày, vừa phục vụ nhu cầu chơi game thì đường link của sản phẩm mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.